À, chơi không? Chơi, giết người ngoài hành tinh nè. Sao người ngoài hành tinh đang đánh với một con quái vật kìa? Đó, đó, chơi na, chuẩn bị na. Vô, 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 vô. Chết mày, chuẩn bị nè, gồng lên, gồng lên. À, giờ sao? Đâm, xích, chết liền. Dĩ hả mày, dĩ hả con? Xong, xong, lụm. Yeah. Đã giết được một tên. Yeah. À còn cái xấu, còn cái xấu đánh với một con tê giác thần huyền thoại hình thời long, con tê giác này là long nạp vua chi vua vua cầm vua cầm tới thì cái xấu nó bỏ đi, nó biết sợ chứ. Ăn rồi. Ai con Godzilla đang quýnh con quái vật kìa. Đây là con quái vật. Đó, nó bị Godzilla phun lửa, phun đi bắt mà nổ tung. Con quái vật tiêu đời. À, con Godzilla đang bằng gas nó nhảy ra. Ta cũng đang chúa tới khiêu chiến con Godzilla. Con không ăn chứ. Con không ăn chứ. Con Godzilla phun tiêu quất lắm. Lòng một chút chạy thành thang rồi mình là ăn mừng vậy mang 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 thấy có con gì kìa, con này là con gì, con cái gì, con quái vật, con quái vật màu xanh này. À mày đúng chuyện hả, chết mày đi. Mình chạy thành thang luôn, có gì là mạnh quá, mình là đúng là số 1. Yeah, thứ 10. Thấy con gắn không lâu, con gắn không lâu nó chui từ lòng đất nó chui lên. Mày hai gắn, mày hai gắn, phun nó, phun nó, phun nó, phun nó, phun nó, phun đúng, chết queo, cắt nó chảy luôn. Xong, con chỉ làm này, thấy không, nó là vui ghê không? Tới con gì này thế Godzilla robot nó gạt hai cái súng lại quấn lộn ra thấy ghê quá, Godzilla gạt hai cái súng lại hết cũng lắm rồi Godzilla kia. À, no 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 chưa kịp bắn nó bị phục gì lên rồi chết đeo rồi. Yeah. Ê, con còn ngắn thế, con ngắn này là ngắn hơn nữa, ngắn biết không nữa kìa. Ôi nghe quá, à cũng không chết. Godzilla tưởng là con gắn chết rồi. À bị con gắn bay luôn. À Godzilla thua rồi.